Xin kính chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với sàn ô tô Mỹ Đình. Và ngày hôm nay thì em Nam Bin xin được phép lên sóng giới thiệu cho quý anh chị một cái mẫu xe cực kỳ hot và siêu lướt đang có tại sàn ô tô Mỹ Đình. Không phải để quý anh chị chờ lâu, đây chính là chiếc Honda CR-V phiên bản G, động cơ 1.5 turbo, được trang bị ngoại thất màu đen, nội thất nào cũng là màu đen. Xe lăn bánh đúng hơn 20.000 km, cực kỳ mới. Một chiếc xe mang thương hiệu Nhật Bản, quá phổ biến ở thị trường Việt Nam rồi. Và chiếc xe này là bản nâng cấp lên 5+2 chỗ, tức là chiếc xe gầm cao 7 chỗ đấy ạ. Và đi vào chi tiết chất lượng của chiếc xe này thì đầu tiên chúng ta đến với phần đầu xe. Chúng ta có thể thấy này, phần mép cản này cộng với mép của tai xe này rất là khít này. Rồi lốp Michelin này còn rất là dày này. Đó, ta lông đây này mọi người nhé. La răng thì không một vết xước nào luôn. Đấy. Mời mọi người cùng tham quan tổng thể của chiếc CR-V này. Với tầm giá chỉ nhỉnh 900 triệu đồng một chút thôi là chúng ta đã có thể sở hữu một chiếc xe siêu lướt của sàn ô tô Mỹ Đình rồi. Ở phiên bản CR-V 2020, chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này của em thì có 3 phiên bản, đó chính là phiên bản E, bản G và bản L. Chiếc xe này của em là bản G, bản giữa. Đó. Và đây là cái khoang hành lý cũng như hàng ghế thứ 3 của chiếc CR-V này. Điều đặc biệt hơn nữa là chiếc xe này 2020 nhưng nó vẫn là chiếc xe cuối cùng được nhập về Việt Nam, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhé mọi người nhé. Đây là hai hàng ghế thứ 3. Khi chúng ta gập xuống thì nó sẽ là một cái khoang hành lý rất là rộng rãi. Phần đuôi xe được thiết kế cái cụm đèn hậu nhìn cũng rất là đẹp và rất là ngầu nhé mọi người nhé. Đó, tất cả những cái mép cản này nó rất là khít và đều. Chiếc xe này thì em đã đánh bóng toàn bộ cả xe rồi nên chúng ta nhìn rất là bóng bẩy như mới luôn. Còn đây là cái khoang nội thất của chiếc xe này, hàng ghế thứ hai. Phần táp đi cửa cũng như là keo chỉ cánh cửa rồi những con ốc thì em đã kiểm chứng rồi. Mọi người cứ yên tâm, chất lượng của chiếc xe, những chiếc xe bên em bán ra thì sẽ luôn có văn bản thể hiện rõ ràng. Đó. Khoang ngồi của chiếc Honda CR-V ở hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi. Và đặc biệt là chiếc xe này còn có thể trượt lên trượt xuống được cái hàng ghế thứ hai để giúp cho diện tích của hàng ghế thứ ba nếu có người ngồi nó sẽ rộng rãi hơn. Còn đây, đây chính là cái khoang lái hàng ghế phía trước của chiếc Honda CR-V này. Mọi người có thể thấy là những phím bấm còn rất là mới nhé. Phần không có một tí xước nào luôn này. Và đây là cái lịch sử bảo dưỡng của chiếc xe này. Mọi người căn cứ vào đây có thể thấy được là km của xe là chuẩn nhé. Vô lăng cần số cũng vậy, nguyên phấn luôn. Được trang bị tích hợp lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng nhé. Cần số thì nguyên sần luôn. Màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Ghế da căng đét luôn. Ghế lái là ghế lái chỉnh điện. Xe thì được trang bị động cơ 1.5 turbo. Và đây chính là khoang động cơ của chiếc Honda CR-V này. Mọi người cùng thẩm định, cùng em thẩm định nhé. Tất cả những chi tiết đường keo chỉ, những con ốc capo thì đều nguyên bản, những con ốc cao su chân máy nguyên dấu sơn của nhà sản xuất luôn. Máy của Honda thì nhìn rất phân biệt rất là dễ với những cái chi tiết kiểm chứng chất lượng xuất xưởng đã được đánh dấu sơn trước khi xuất xưởng rồi. Đó. Nếu mà có bị tháo rời hay là bị làm lại thì sẽ mất những cái dấu sơn đấy nhé mọi người nhé. Phần đèn pha là đèn full LED nhé mọi người nhé. Chỉ với hơn 900 triệu thôi là chúng ta đã có thể sở hữu được một chiếc Honda CR-V 7 chỗ gầm cao nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan rồi. Anh chị mà có nhu cầu chiếc này thì anh nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho em để em có thể tư vấn cụ thể hơn và gửi cho anh chị những thông tin chi tiết hơn về chiếc xe này nữa nhé. Chỉ cần bỏ ra 30% thôi là anh chị đã có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Còn lại thì em sẽ lo lốt thủ tục làm banh cho quý anh chị. Cảm ơn anh chị, quý anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ em.